Quỳnh ơi, bỏ mẹ cái bát hạt rau mẹ ngâm ở dìa bộ ở dìa bồn rửa mà bát đây, với lại cái gói hạt rau ở trong tủ lạnh ấy, cái gói mà có hạt ở bên ngoài ấy. Gói hạt rau ở trong tủ lạnh, cái gói mà nó có một cái túi này, xong có những cái hạt bé bé màu nâu nâu ở bên ngoài ấy, màu vàng vàng ở bên ngoài ấy, mang đây mẹ. Cái hạt rau ngâm ở cái lồng bàn ấy, ở cái hộp lồng bàn ấy, mang đây để mẹ gieo vào. Nắng lắm.